Và xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay bên cạnh mình đây là một chiếc xe khá là hot, đó là chiếc xe Kia Carnival, hay còn gọi là Kia Carnival. Hiện tại thì chắc là anh em muốn mua chiếc xe này thì cũng phải đợi qua Tết vì chiếc xe này đang cháy hàng. Và một điều đặc biệt hơn trên chiếc xe này, đó là chiếc xe này là thuộc sở hữu của một người khá nổi tiếng, đó là diễn viên điện ảnh Hồng Đăng. Và hôm nay rất may mắn là anh ấy đến để ủng hộ bên mình về những cái sản phẩm về nội thất ô tô. Và tiện đây thì mình cũng xin hỏi anh Hồng Đăng một vài câu về chiếc xe này. Rất vui vì anh sang ủng hộ bên em. Thì em có một vài câu hỏi muốn hỏi anh một chút riêng về chiếc xe Carnival này. Thì em muốn hỏi là tại sao anh lại quyết định chọn chiếc xe Carnival này cho mình. Em biết là anh đã đi rất nhiều dòng xe rồi, và anh trải nghiệm rất nhiều dòng xe rồi. Và chiếc xe này đối với anh thì nó như thế nào? Thực ra thì mình cũng đã trải qua cũng khá nhiều các dòng xe khác nhau. Vâng. Nhưng mà trước đây thì thường mình mua xe là vì cái mục đích cá nhân nhiều hơn. Vâng. Còn khi mình nghĩ đến chiếc MPV này thì mình đã hướng đến gia đình nhiều hơn. Vâng. Cái sở thích của gia đình mình đấy là sự di chuyển, du lịch bằng ô tô. À, vâng. Và khi mà hai cháu cũng lớn rồi thì cũng cần có một cái khoang xe rộng rãi. Vâng. Vừa để đồ được mà vừa cả gia đình đi một cách thoải mái nhất. À, vâng. Thì mình đã lựa chọn chiếc xe này. Vâng. Thì để nó phục vụ cho gia đình tốt nhất thì đương nhiên rằng là sẽ phải đi theo nó những cái option lắp thêm. Vâng. Ví dụ như là điển hình như là như các bạn cũng thấy rằng là cái hệ thống kính lái rồi là kính hông là cũng đã được dán cách nhiệt rồi. À vâng. Ừ, cũng dán loại rất là tốt rồi. Ngoài ra thì trong nội thất thì cũng thế, tức là cũng muốn phục vụ cái vấn đề giải trí cho các cháu. Vâng. Cũng là lắp thêm hai màn hình gối đây rồi. Vâng. Màn hình rất là đẹp. Vâng. Thì ngoài ra nữa thì thí dụ như là trong cái vận hành xe đối với cái xe MPV nó khá dài và vâng, tầm khá thấp như này thì cái độ vặn xe sẽ khó tránh khỏi. À. Thì mình cũng sẽ thêm những option ví dụ như là hệ thống giằng gầm. Vâng. Làm sao để cho có một cái hành trình nó an toàn nhất. Vâng. Đấy, để nói để các bạn biết là anh Hồng Đăng đã sử dụng rất nhiều xe và anh ấy rất am hiểu về xe, và những cái gì nên lắp cho chiếc xe của mình anh ấy đều biết hết, và anh ấy đều có thể là order những cái sản phẩm đấy về và lắp rất là tiện lợi ở trên chiếc xe của mình. Xin cảm ơn tất cả những chia sẻ của anh. Vâng. Để các bạn biết thêm về chiếc xe Carnival này nó có những cái gì để khiến cho chiếc xe này nó hot đến như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu chiếc xe của anh Hồng Đăng ngay bây giờ nhá. Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu về bên ngoài chiếc xe này nhá. Thì chiếc xe này nó có một cái thiết kế mới, một cái bản ôn lưu. Thực ra chia sẻ về chiếc xe này thì chiếc Carnival hay là còn gọi là Carnival thì không phải là phiên bản đầu tiên bây giờ nó mới có. Ở Việt Nam mình nó không phải tên là Carnival. Trước đây thì chiếc xe này ở Việt Nam mình có tên là Sedona, và cái tên Carnival là tên phiên bản quốc tế của nó. Và cho tới tận phiên bản này thì ở Việt Nam mình mới trả lại nguyên bản tên quốc tế cho nó là Carnival. Và đây là bản ôn lưu. Như các bạn thấy thì cái chiếc mặt ca năng của chiếc xe này rất đẹp. Tuy nhiên nó không phải là ca năng zin của chiếc xe Carnival này nhá. Anh Hồng Đăng anh ấy đã lắp một bộ mặt ca năng mới, gồm có ở bên trên và bên dưới. Nó rất là đẹp, nó dạng mặt lưới được sơn. Cái nước sơn này thì nó giống như kiểu là chrome, nhưng nó không phải là màu chrome mà nó màu tối một chút, nó màu bạc một chút. Thì nhìn nó rất là đẹp, nó kết hợp với những cái điểm nhấn màu đen ở đây. Em mình thấy thì cái nó nhìn nó rất là tinh tế và rất là đẹp. Tất nhiên rồi, những chiếc xe đời mới bây giờ thì đèn của nó đều là full LED hết nha anh em nhá. Đèn full LED. Và cái phần đèn định vị ban ngày này được làm theo dạng tia chớp, cũng khá là đẹp. Đèn gầm này thì hơi nhỏ một chút. Đấy là về bên ngoài. Chúng ta sẽ còn có camera trước thuộc bộ camera 360 độ. Thì bộ camera này nó sẽ giống như của con Sorento, nó rất là nét. Ngoài ra thì bên dưới này chúng ta có một cái hệ thống radar để trong cái hệ thống Adaptive Cruise Control, và nó trong cái hệ thống phanh chủ động và giữ làn đường các thứ ở đây. Logo Kia mới nhất.
Có rất nhiều ý kiến cho rằng chiếc logo này không đẹp bằng chiếc logo cũ, và cũng có rất nhiều người lại thích chiếc logo này hơn bởi vì nó đã bỏ đi cái phần viền ở bên ngoài, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà ý thích đấy cũng là tùy từng người thôi. Bộ mâm của chiếc Carnival này thì cũng khá là đẹp. Mâm được phay với hai màu đen và màu bạc. Nó nhìn nó khá tinh tế và nó cũng khá là đẹp. Với bộ mâm này thì không cần phải phay nữa. Thậm chí là có người còn thích sơn đen toàn bộ đi để cho nó nhìn nó khỏe khoắn hơn. Đây là một chiếc xe full size, nó rất là rộng. Tuy nhiên là cái khoảng sáng gầm xe của con này thì nó lại khá là thấp. Và cộng với cả cái bậc dẫm này nữa thì nó cũng sẽ làm cho cái gầm xe nó thấp đi khá nhiều. Nên là khi anh em đi ở những cái cung đường mà nó có quá nhiều ổ gà, ổ trâu thì anh em cũng nên chú ý cái điểm này. Vì cái chiếc xe nó khá dài nên cái việc mà bị chạm gầm nó sẽ rất là dễ. Đặc biệt là khi anh em lên vỉa hè thì gầm của chiếc xe này nó dài, nên là lên vỉa hè thì cái việc chạm gầm nó cũng khá là dễ. Điều đặc biệt của chiếc xe này hơn những cái phiên bản trước nữa là hệ thống cửa của chiếc xe này đã là hệ thống cửa điện. Rồi mời anh em chúng ta cùng vào không gian bên trong để khám phá chiếc xe này. Đầu tiên chúng ta sẽ ở bên cửa bên dưới này trước nhá. À, bên ghế bên dưới này trước nhá. Với chiếc xe này thì có một cái ghế mình gọi đây là ghế chủ tịch. Và chiếc ghế này thì ngồi rất là thoải mái. Và chiếc ghế này nó có một cái hay nữa là nó có thể điều chỉnh được các vị trí ngồi khác nhau. Ở đây, điều chỉnh bên này. Nó có thể điều chỉnh được các vị trí ngồi khác nhau. Thậm chí là chiếc ghế này nó còn có một cái tính năng rất là hay, đó là nó nâng cái ghế này lên và nó điều chỉnh cái ghế này theo cái kiểu theo cái dồn trọng lực và về phía phần mông của người ngồi phía sau này, khiến cho việc chúng ta ngồi ở đây thì nó sẽ rất là thoải mái và nó không bị mỏi khi đi đường trường, đi đường xa. Và cũng có thêm một cái chúng ta sẽ có thêm một cái để nâng chân ở đây nữa. Thì không, mình không biết nó ở chỗ nào ta. Đây. Cái nâng chân ở chỗ nào anh nhỉ? À đây. Đây cái chúng ta sẽ nâng cái chân này lên. Đấy, nó sẽ giống như chiếc giường luôn. Ngồi nó rất là thích anh em ạ. Đấy, ngồi rất là thích. Với chia sẻ của anh Hồng Đăng thì anh ấy đi du lịch khá nhiều bằng xe ô tô. Và để phục vụ đi du lịch khá nhiều thì có những cái trang bị mà anh ấy đã chia sẻ ở đầu video. Tức là anh ấy cần để cho người ngồi phía sau. Cụ thể ở đây là con của anh ấy sử dụng có thể giải trí ở trên xe và cũng có thể học tập online ở trên xe. Với những chuyến đi dài thì anh ấy đã trang bị một bộ hình gối Kogamichi ở bên mình. Và hôm nay chính là hôm mà anh ấy sang bên mình để lắp cái bộ màn hình gối này. Bộ màn hình gối này thì nó sẽ bao gồm có cả SIM để anh em có thể kết nối mạng một cách tốt nhất. Cả hai màn hình gối đều có SIM, anh em có thể sử dụng các loại SIM khác nhau ở trên cái màn hình gối này. Anh Hồng đang lắp gì đấy? Anh đang dán cái màn cường lực, cái dán cường lực cho cái cặp này. Anh biết rồi. Bây giờ đang cho nó phẳng. Thấy lắm nghe không? Nói chung là yêu xe thì kể cả làm những cái việc mình chưa bao giờ làm cũng vẫn thích làm. Vâng. Ở trên xe này nó có khá nhiều cái màu piano nhỉ, anh Đăng nhỉ? Nói chung là cái màu chủ đạo của nó rồi. Vâng. Thì cái màu này nó hơi khá bám vân tay và bám bụi. Ừ, nhược điểm của nó đấy. Vâng.
Nói chung là sau này mình sẽ tìm ra các cái giải pháp để làm sao để khắc phục cái bụi vân tay này. Vâng. Ví dụ biết đâu lại bọc carbon này nè. Xe này có cái màn hình, hai cái màn hình ở đằng trước giống như những cái dòng xe của Đức anh nhỉ? Đúng rồi. À, nó khá là rộng và khá là đẹp. Ra thì đối với xe mà có cái khoang nội thất rộng như này thì các cái chi tiết ví dụ như là phím nút các thứ của con này vâng. Nó đang làm nó rất hợp lý. Tức là gì nó giảm hết phím nút nổi vâng. Và đưa về cảm ứng. À, cái bề mặt cái khoang chỗ đoạn yên ngựa này vâng. Thì nó cũng rất là to và rộng. Nó mang cái tính cân đối mà cũng như cái người sử dụng xe cũng khi mà tìm các cái điểm nút bấm nó cũng dễ hơn. Em thấy nó khá là to. Ừ. Cốp này cũng khá là rộng này. Cốp này khá rộng. Có sưởi vô lăng này. Chân này nó hơi chéo nhỉ. Có sưởi vô lăng này. Có tắt và bật cảm biến trước sau này. Nút này là để xem camera hành trình này. Ở đây có sấy và sưởi ghế cho cả hai bên phía trước. Cần số thì đã được lược bỏ rồi. Đây là cái nút vặn cần số, nút vặn số điện tử. Cái nút vặn này được thiết kế là khá là đẹp với những cái họa tiết kim cương màu bạc sáng ở đây, rất là đẹp này. Cái số điện tử này thì đơn giản là chỉ có lùi số 0 và số tiến, cộng với đó là số đậu xe, số P. Còn lại thì việc chuyển số sẽ được đưa lên vô lăng, có lẫy chuyển số ở trên vô lăng, khá là tiện. Con này nó có một cái khá là hay là trang bị rất nhiều trang bị, có cả Adaptive Cruise Control này, để tự động bám theo xe phía trước này, giữ làn này, phanh tự động các thứ, trang bị an toàn thì rất nhiều. Tuy nhiên có một cái điểm nó thiếu một cách vô lý anh Đăng ạ. Đó là cái HUD Display. Đúng rồi, quả đấy là hơi bị có thể nói là hơi yếu điểm thì vâng. So với xe công nghệ bây giờ. Vâng. Người anh em Sorento hoặc là Santa Fe thì đều có HUD Display, nhưng mà sao không biết tại sao ông anh này lại không có. Như là nó hơi cong vát xong rồi nó cái đoạn này nó lại không thẳng hay sao ấy. Cái xe này thì tất cả ghế phía trước và ghế phía sau là đều chỉnh điện hết nhá anh em nhá. Và ghế phía trước thì ở bên ghế lái thì sẽ có nhớ ghế hai vị trí này, được đặt ở bên tapi cửa này, cũng rất là tiện lợi khi sử dụng. Cái nhớ ghế hai vị trí này sẽ rất là tiện lợi khi có hai người lái xe, trong gia đình có hai người lái xe. Thì khi đổi lái thì không cần phải setup lại ghế nữa, mà chỉ cần bấm nhớ ghế vị trí thôi. Cái ghế phía sau này nó có một điểm đặc biệt nữa là nó không chỉ di chuyển lên xuống mà nó còn di chuyển sang hai bên để nó có nhiều cái không gian hơn. Đó. Cả bên kia cũng vậy luôn, để có cái không gian để cho đi xuống hàng ghế phía sau. Đây là chiếc xe chuẩn 7 chỗ nên là hàng ghế phía hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba đều rất là rộng rãi. Cốp điện anh em nhá. Đó, cốp điện. Thì anh em thấy thì cái cốp của chiếc xe này nó cũng khá là rộng. Đây là phần sâu của phần cốp. Còn khi anh em kéo cái ghế này, hàng ghế thứ ba lên thì tất nhiên là hàng cốp, phần không gian cốp nó sẽ nhỏ lại. Tuy nhiên vẫn sẽ để được rất nhiều đồ, có thể để được ba cái vali size chung. Bởi vì là cái hàng ghế thứ ba này nó cũng rất là rộng rãi, nó vừa cho ba người ngồi, ba người lớn ngồi nha anh em nhé, ba người lớn nên không gian cốp nó cũng nhỏ đi là cái tất nhiên rồi. Ở phía sau này thì có tẩu sạc 12V. Nói chung là chiếc xe này trang bị rất nhiều thứ. Rất nhiều công nghệ. Một điều đặc biệt nữa là anh ông Đăng cũng rất thích cái camera hành trình này, nó rất là nhỏ gọn. Cũng là bên mình lắp, đó là chiếc camera hành trình Vietmap KC01.
Trên chiếc màn hình gối này nó có một cái ứng dụng mà tôi đánh giá rất cao, đấy là cái ứng dụng tìm phim hay tất cả cái vấn đề gì mình cần tìm này, các clip mà mình cần tìm qua giọng nói này, nhận diện giọng nói này. Đây, cái Kogamichi này. Mở video, thương ngày nắng về. Rất ngon. Siêu nét luôn. Đấy, hoàn toàn là sử dụng bằng 4G này của con bên này sẽ phát. Xem này có vẻ chưa nét lắm ấy. Sẽ xem Full HD hoặc là có 4K hay sao ấy. Sẽ thử. Có Full HD anh. Đây, anh vào cái 3 chấm này. Không, sợ là đi đưa lên đây là không đủ Full HD đâu. Này này. Nó chỉ lên đến 720 thôi. Bây giờ sẽ tìm một clip Full HD nhá. Để xem cho nó chuẩn. Mở video Full HD. Đây. Siêu nét đây này. Hình ảnh cực kỳ sâu luôn. Này hai công chúa nhá, anh thì thoải mái giải trí anh nhỉ. Thì trên một cái hành trình dài như thế thì đây cũng sẽ là những cái thiết bị mà cho các con đỡ bị nhàm chán. Vâng. Rồi ngoài ra nữa là cũng có thể rằng là trên cái hành trình đấy thì cũng sẽ rơi vào những ngày thường các con sẽ phải học online. Học online, nó có thì cam. Sẽ có camera ở đây để học Zoom được. Cho nên là cái hành trình đó thì các con vẫn không bị bỏ việc học đâu cả. Đấy là cái mà mình rất thích ở cái màn hình gối này. Ngon đấy. Và cái hay nữa là mỗi một cái màn hình này thì sẽ kết nối với một tai nghe Bluetooth khác nhau, cho nên là kể cả hai con có cùng học một lúc thì cũng không vấn đề gì cả. Có một cái em rất thích trên xe của anh là cái bộ này. Cái bộ này là bộ lọc không khí anh nhỉ? À thì đấy, thì như ban đầu mình nói rằng là những cái đồ mà mình lắp thêm cho chiếc xe này ấy, thường nó sẽ phục vụ cho các con, cho gia đình mình. Vâng. Đúng hơn. Thì đây là cái bộ lọc không khí mà chuẩn theo xe. Vâng. Thì cái nó cũng là có cái cảm biến, nếu như trong xe có mùi hay là có cái độ ô nhiễm gì đó thì nó sẽ tự bật và tăng tốc để làm sao để cho không gian xe luôn luôn là thoáng và sạch nhất có thể. Thì đối với chiếc xe rộng như thế này thì cái việc mà ví dụ ở thảm sàn của mình có bụi bay lên hay gì đó thì nó là cái điều không tránh khỏi. Bởi vì các con sẽ có nhiều cái khoảng để di chuyển chân ấy thì sẽ khuấy bụi lên rất là nhiều. Vâng. Nên là khi mà có cái lọc không khí này nó là một cái rất là quan trọng trong chiếc xe. Đặc biệt hơn là nó zin theo xe anh ạ. Nó rất là gọn. Theo cái lưng ghế này thì nó sẽ cảm giác rằng là mình không bị lắp thêm gồ ghề gì bên ngoài. Vâng. Như những chiếc xe khác mà muốn lắp thêm cái bộ lọc không khí thường là sẽ phải gắn trần. Vâng. Hoặc là nhiều người không còn chỗ nào lắp cả thì phải đưa xuống gầm ghế của cái ghế phụ chẳng hạn. Thì khi mà đưa xuống gầm ghế đồng thời là cái máy đã phải hút hết bụi dưới gầm này rồi. Vâng. Dưới chân này rồi thì khi mà tạo ra cái lượng khí sạch ra ấy, thì nó sẽ không còn sạch nữa. Vâng. Mà nó lại thành ra một chiếc máy khuấy bụi nhiều hơn. Vâng. Nên đây là cái điểm thổi ra không khí sạch của nó ở trên cao này ấy. Vâng. Thì cái người hưởng mới được tốt này. Và hút của nó hút dưới này. Vâng. Chứng tỏ là anh đang rất tìm hiểu rất kỹ về những cái đồ lắp thêm trên xe ô tô anh nhỉ. Nói chung là cũng trải qua nhiều bài học rồi. Rất mượt nhá. Một hình đánh giá rất cao. Rất nhanh luôn, hoàn toàn là bằng 4G ấy nhá. Siêu nét luôn. Coi như là thành một cái router có thể phát wifi cho cả xe, tất cả các thiết bị dùng wifi trên xe. Thì hiện giờ đang đặt chế độ là phát cho 8 thiết bị. 8 thiết bị thì là ok cho cả gia đình dùng anh nhỉ? Trên xe. Một lần nữa em rất cảm ơn anh đã ủng hộ cho những cái thiết bị lắp thêm ở bên em. Và chúc anh và gia đình có những cái chuyến đi vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và an toàn nhất. Okay. Xin cảm ơn anh. Vâng.
Các bạn thấy sao về chiếc xe của anh Hồng Đăng và những trang bị anh ấy lắp thêm lên chiếc xe của mình? Nhớ comment ở bên dưới nhá. Và đây là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ đến quý vị về chiếc xe và những trang bị lắp thêm trên chiếc xe này. Các bạn có muốn mình tư vấn thêm về những cái trang bị khác nữa thì nhớ liên hệ với bên mình nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên để lại một like, một subscribe và bấm chuông để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.